Em Quảng xin chào toàn thể các bác. Video này em sẽ giới thiệu cho toàn thể các bác một con vang số rất là rẻ và tiếng rất là hay, và danh tiếng của nó cũng rất là đình đám. Nó là con vang Theta, Theta K3. Với cái vang Theta K3 này, nó có những gì đặc biệt à? Đấy. Thứ nhất là giá rẻ này, thứ hai chất lượng hay này, thứ ba là có đầy đủ các cổng kết nối cao cấp này, như cổng quang này, cổng coax này, rồi đến cổng Allanox thì có in1 in2 và cổng BMG này. Có một cái nhược điểm lớn nhất của con vang số này, đó là tiếng trung. Thật sự là đó là cái điểm ưu điểm nhất của con này, tiếng trung. Nhưng mặt máy của nó thì bên em đã chuyển nó sang tiếng Anh rồi. Mặt máy thì tiếng Anh. Mặc định của nhà máy ấy, khi nó xuất xưởng ấy thì nó là hàng nội địa, nên nó toàn tiếng Trung thôi, mà nó sử dụng hoàn toàn ở bên Trung Quốc, nên nó là tiếng Trung. Nhưng về Việt Nam thì mình sẽ chuyển sang tiếng Anh để sử dụng. Đấy, mặt máy thì nó là toàn tiếng Trung rồi, mặt máy này. Đấy, mặt phim bấm ấy. Thì sau đó này bọn em sẽ dán cho các bác tiếng Anh ở đây để dịch sang tiếng Anh cho các bác dễ sử dụng hơn. Đấy, ví dụ như chỗ này là chỉnh effect này, nhạc này, music, mix này, đây music này, đó. Thì khi đó thì em sẽ dán chữ ở đây rồi. Các bác cứ nhìn ở đây là các bác sẽ biết chỗ nào chỉnh effect, chỗ nào chỉnh nhạc, chỗ nào chỉnh mix. Và có một ưu điểm của dòng này nữa, đó là chạy rất bền. Và nguồn xung, nguồn auto volt là điện yếu nó cũng chơi, điện khỏe nó cũng chơi. Tuy là nguồn xung nhưng mà nó rất là bền. Tại vì sao nó bền? Tại vì nguồn xung ấy là nó cho cấp, tạo ra các nó cấp nguồn ấy. Các cái nguồn của nó thì nó ra đúng cái mức của nó rồi, nó không cần phải qua những con ổn áp nữa, nên nó không sinh nhiệt. Không sinh nhiệt thì những con linh kiện trong đấy nó ít bị khô, ví dụ những con tụ ấy, nó ít khô thì nó sẽ bền hơn, mà cũng không có quạt nên nó không có tiếng kêu, không gây ồn. Nó rất nhiều ưu điểm: giá rẻ này, độ bền cao này, chất âm hay này. Vậy là đủ cho các bác sử dụng rồi. Đấy, còn cả các cổng kết nối đời cao nữa cơ. Những con vàng X5 ấy đời nó còn cao hơn con này, mà nó còn không có cổng quang, mà con này có cổng quang luôn. Và con này thì đợt này em sẽ bán cho các bác với giá là 1.500.000 và hỗ trợ bao ship cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Các bác ủng hộ em bằng nút đăng ký kênh và nút cho em một nút like để tăng tương tác kênh giúp em. Đấy, cũng em có nhiều video về con vang này rồi, mà em chuyên bán những cái dòng vàng Theta này. Dòng Theta này nó hay, nó rẻ, nên là em cũng gọi là luôn làm dòng này. Còn cái dòng vang X thì em lại không làm. Cũng nhiều bác hỏi X cho em, nhưng em không làm dòng vang X vì là con đấy nó hay lỗi, rất hay lỗi, gọi là lỗi vặt thôi. Gần như những cái lỗi anh em thợ xử lý được hết, nhưng mà thật sự đến tay các bác sử dụng mà nó cứ lỗi gửi đi gửi lại là em cũng không khoái. Thế nên là em đã chọn lựa những dòng vàng có độ bền tốt và chất âm hay để phục vụ cho các bác. Giá lại rẻ. Đấy, vẫn là nhắc lại là con này giá rất rẻ mà chất âm khá là tốt, so với những dòng vàng X5 nó không hề thua kém một tí nào luôn. Mà bây giờ những dòng vàng X5 thì giá rất là cao rồi, ít ra nó cũng phải 2,5 triệu. May mắn lắm các bác mới mua được cái con vang khoảng 2 triệu. Những con vang mà giá rẻ, thật sự là rẻ, những con vang X mà người ta đang bán với giá 2,5 triệu mà, hay 2,7 triệu đấy, mà các bác mua được 2 triệu ấy, là các bác cũng nên cân nhắc. Hoặc là các bác chấp nhận các bác mua những hàng ấy gọi như là thanh lý thì các bác hãy chơi. Còn nếu không ấy thì về với em chơi con vang này, hay, rất hay luôn, khẳng định các bác một điều như thế. Và khi các bác mua vang bên em sẽ hỗ trợ cho các bác setup 4 chế độ gọi nhanh rồi. Về các bác chỉ việc bật máy lên mà hát thôi. Còn các bác nào muốn chỉnh, căn chỉnh chuyên sâu hơn ấy, thì em sẽ hỗ trợ cho các bác cách chỉnh. Còn bác nào có laptop nữa ấy, thì em sẽ hỗ trợ cài phần mềm, rồi hỗ trợ cho các bác cách chỉnh và cách chỉnh làm sao cho nó hay. Đó. Rồi, giờ em xin dừng video ở đây. Các bác có nhu cầu sử dụng những con vang số Theta này thì liên hệ trực tiếp cho em Quảng theo hai số điện thoại trên tấm biển đây ạ. Hoặc là kết bạn Zalo với em để được hỗ trợ tốt hơn, để được tư vấn
kỹ hơn. Giờ em xin dừng video tại đây nhá. Chào tạm biệt toàn thể các bác.